Theo quyết định của Liên Bộ Tài chính Công Thương, từ 15 giờ chiều nay, mỗi lít xăng dầu đều giảm trên 1.000 đồng, riêng dầu mazut giảm 940 đồng một ký. Với mức điều chỉnh lần này đã đưa giá xăng dầu về mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Như vậy, sau điều chỉnh, từ 15 giờ chiều nay, xăng RON 95 có giá 21.200 đồng một lít, giảm 1.500 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 có giá 20.340 đồng một lít, giảm mỗi lít 1.330 đồng. Giá các mặt hàng dầu cũng giảm từ 940 đồng đến 1.660 đồng mỗi lít kg tùy loại. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá dầu diesel là 21.670 đồng một lít, giảm 1.540 đồng một lít. Dầu quả có giá 21.900 đồng một lít, giảm 1.660 đồng một lít. Riêng dầu mazut có giá 13.010 đồng một ký, giảm 940 đồng một ký. Trong lần điều chỉnh này, Liên Bộ Tài chính Công Thương cũng quyết định tăng mức trích lập vào quỹ bình ổn xăng dầu đối với xăng RON 95 lên mức 400 đồng một lít và E5 RON 92 là 300 đồng một lít và trích lập vào quỹ bình ổn đối với dầu diesel là 800 đồng một lít. Đối với dầu quả là 500 đồng một lít và dầu mazut là 200 đồng một ký.